cái đường vào Hồ Chí Minh nó còn nằm dưới đường, đường tránh mình, mình cũng bóp còi nó mới từ từ nó ngọc dậy nó đi. Thế tất cả mọi cái chỗ rất lười, cứ thế là thấy cái đường nó phẳng mát là nằm còi to nó mới bắt đầu nó mới còn bỏ đầy quá nhỉ.